để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và giữ gìn an ninh trật tự an toàn trên các vùng biển đảo và thềm lục địa của Tổ quốc. Ngày 28 tháng 8 năm 1998, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam được thành lập. Đến ngày 7 tháng 3 năm 2001, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng chính thức ra đời. 23 năm hoạt động, Vùng Cảnh sát biển 3 ngày càng trở thành chỗ dựa vững chắc cho ngư dân. Là lực lượng nòng cốt thực hiện chức năng quản lý về an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, duy trì và thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn trên phạm vi vùng biển từ Cù Lao Xanh, tỉnh Bình Định đến cửa Định An, tỉnh Trà Vinh, bao gồm cả vùng biển Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. 23 năm vừa xây dựng, vừa củng cố, kiện toàn, phát triển lực lượng và thực hiện nhiệm vụ theo chức năng cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức hàng nghìn chuyến tàu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thực thi pháp luật trên biển, kiểm tra hơn 1.990 lượt tàu thuyền các loại, xử lý hơn 1.490 tàu có hành vi vi phạm, thu phạt hơn 7,4 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước. Bắt giữ, tiếp nhận, điều tra, xử lý 139 vụ, 153 phương tiện có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển, xử phạt vi phạm hành chính và phát mãi hàng hóa, tịch thu xung công quỹ nhà nước hơn 329 tỷ đồng, phối hợp với lực lượng công an, biên phòng các tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Khánh Hòa, đấu tranh triệt phá 120 chuyên án, vụ án, bắt 243 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan, ra quyết định khởi tố 42 vụ án hình sự về ma túy. Phối hợp công an và bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt giữ 28 đối tượng tổ chức vượt biên trái phép. Được sự lãnh đạo chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, rồi Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt toàn diện của chỉ huy cán bộ nhân viên của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, rồi sự mưu trí dũng cảm, linh hoạt, sáng tạo, khắc phục khó khăn của lực lượng chuyên trách, lực lượng trực tiếp phòng chống tội phạm vi phạm trên biển và đặc biệt là sự phối hợp của các địa phương và lực lượng có liên quan thì Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý khá nhiều các cái vụ vi phạm pháp luật ở trên biển. Các bộ chiến sĩ đơn vị luôn xác định tham gia tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ, giúp đỡ nhân dân, làm ăn sinh sống trên biển là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim, là phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ cảnh sát biển. Do đó, bất kể điều kiện khó khăn, phức tạp, thời tiết khắc nghiệt hoặc ở các vùng biển xa, lực lượng và phương tiện của đơn vị luôn có mặt kịp thời để cứu giúp ngư dân, nhân dân làm ăn trên biển khi bị nạn. Bằng trí thông minh và tinh thần dũng cảm, cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã thực hiện 153 vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, 79 phương tiện, 1.120 thuyền viên, vớt được 39 thi thể, góp phần giúp nhân dân giảm thiểu thiệt hại, yên tâm vươn khơi bám biển. Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tại 9 tỉnh trên địa bàn, tổ chức tặng hơn 19.000 xuất quà, tổng giá trị cho các hoạt động gần 18 tỷ đồng, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa đơn vị với nhân dân, tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội. Tích cực triển khai đồng bộ nhiều chủ trương biện pháp, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, các địa phương, tổ chức tuyên truyền về biển đảo, tuyên truyền về luật phòng chống ma túy, tác hại của ma túy, cách phòng chống ma túy, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, những chiến công của lực lượng cảnh sát biển và đơn vị cho nhân dân và các lực lượng hoạt động làm ăn trên biển, với hơn 564.500 lượt người, phát hơn 498.500 tờ rơi. Trong những năm qua, đối với Bộ Tư lệnh Vùng cũng xác định rõ nhiệm vụ đấy, trong đó là cái tuyên truyền ngăn chặn cái vi phạm IUU, cùng với đó thì là kết hợp giữa đấu tranh bảo vệ cái chủ quyền, thực hiện cái nhiệm vụ tuần tra kiểm tra kiểm soát để bảo vệ vững chắc cái chủ quyền trên cái vùng biển do vùng tranh. Cùng với đó thì chúng tôi cũng kết hợp chặt chẽ với các biện pháp công tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm trên vùng biển. Với tinh thần đấy thì như vậy là cán bộ chiến sĩ của người vùng cũng với quyết tâm cao cũng thực hiện tốt cái nhiệm vụ, trong đó lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lên trên hết và trước hết.
Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tiếp tục làm tốt công tác theo dõi, tổng hợp, dự báo, đánh giá tình hình, đồng thời tăng cường tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý kịp thời, chính xác, hiệu quả các tình huống theo đúng quan điểm đường lối của Đảng, luật pháp của nhà nước và phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình hiện nay, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, nhà nước và nhân dân.